Xin chào các bác nhé. Trên tay em đang là một cặp bình rượu Cao Lương của thời vua chúa, thời Minh Mạng, thời xưa rất chìa đẹp nhé. Bình rượu này được làm từ cây cao lương ở trên vùng Tây Bắc, họ nấu để dùng cho các vua chúa thời Minh Mạng, có thể là lấy được rất nhiều là phi tần mỹ nữ nhá, có thể là một đêm là ngủ với được 3-4 hoàng hậu với cả phi tần. Đấy, trên tay em là bình rượu cao lương này là bình thì bình mạ vàng hình rồng, bên trong là bằng sứ, vỏ bình rất đẹp. Đấy, thời Minh Mạng là đã dùng rồi. Rượu này thì rất tốt cho phái nam giới như là xuất tinh sớm hoặc là ai yếu sinh lý có thể là dùng cái loại này. Bác nào cần thì có thể là inbox cho đại lý nhà em có thể gửi đến tận nơi. Và đặc biệt là cái vỏ bình này, vỏ bình mới, bác nào có thể là lấy về để dùng cái rượu táo mèo, cái rượu chưa hột nhà mình đổ vào để rất chi là đẹp. Bình này mà các bạn lấy về là để trên bàn thờ rất chi là đẹp nhé, thờ cúng rất chi là đẹp nhé. Đấy, bình rượu cao lương này các bạn nhé, bình rồng. Rất chi là đẹp.